cây quýt xưa của mình. Thì cây này là bị mình tham quá, mình thích cho nó nhiều trái này. Trái nó sẽ rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ bứt cái trái này. Xong rồi mình sẽ đi so sánh với cây mà trái đang mọc rất là tốt ở đây. Trái này nó cũng to nè, nhưng mà nó còn xanh. Đó, thấy không? Cái trái nhỏ xíu. Đó, cái quýt kisu mà nó to như thế này nè. Cái này nó chín rồi nè. Đó, thì mình so nhé. Nhìn rất là khác biệt nha. Trái nó rất là to. Nếu mà mình biết cách, mình đã được, bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình nhờ mình trồng rất là nhiều trái cho cây, cho nên mình mới biết được. Nhìn đi các bạn, hai cái trái khác biệt hơn, khác hẳn nhau nha. Nếu biết cách trồng á thì cái trái nó sẽ to lên. Mình rất là thích quýt kisu. Mình sẽ trồng cả một vườn toàn quýt kisu thôi. Thôi thì chào mọi người, để cho mọi người biết là nếu biết cách trồng cây của mình, trái sẽ to hơn nha. Chào mọi người.